Thưa quý vị, vào thời điểm này một năm trước là ký ức buồn đối với người dân miền Trung khi liên tục đối mặt với bão chồng bão, lũ chồng lũ. Năm thiên tai lịch sử đã gây ra biết bao nhiêu mất mát đau thương với người dân vùng sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa. Khó khăn lại chồng chất khó khăn khi năm nay người dân không chỉ lo phòng chống bão lũ mà còn chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 và sẽ là thảm họa nếu thiên tai và dịch bệnh xảy ra đồng thời. La Nina đang trở lại vào mùa bão lũ tại miền Trung sẽ được bước vào cao điểm trong tuần này khi dự báo sẽ liên tiếp phải đối mặt với mưa bão. Diễn biến mưa bão sẽ theo chiều hướng như thế nào? Tác động của La Nina đến khí hậu thời tiết ra sao? Trong chuyện tối ngày hôm nay, chúng tôi đã kết nối với tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia biến đổi khí hậu quản lý thiên tai. Xin chào ông Huy. Thưa ông, nếu so với năm ngoái thì năm nay mùa mưa bão có vẻ là rất bình yên. Và ông đánh giá như thế nào về các cơn bão trong thời gian qua? Xin cảm ơn câu hỏi của biên tập viên. Nhận định về cái mùa mưa bão năm nay mà có vẻ như bình yên hơn so với năm 2020 thì tôi nghĩ là chúng ta quá sớm để có thể đưa ra cái nhận định như thế này. Tại vì cái mùa thiên tai nó chỉ mới bắt đầu. Chúng ta có khoảng 6 cơn bão đi vào khu vực của Biển Đông và một số cơn đi vào đất liền của Việt Nam. Tuy nhiên đó là những cái cơn bão nhỏ. Một khía cạnh nào đó thì các cơn bão này cũng làm thỏa mãn cái cơn khác ở khu vực Tây Nguyên, ở Nam Trung Bộ, Trung Bộ và Bắc Trung Bộ sau một quãng thời gian mà chúng ta chịu khô hạn kéo dài. Chúng ta cũng có hai cái đợt mưa lớn, một đợt mưa ở khu vực của Quảng Ngãi và Quảng Nam và một đợt mưa khác ở Nghệ An. Tuy nhiên những cái đợt mưa này nó thật sự là chưa phải là cái đợt cao điểm của cái mùa mưa bão của năm nay. Vâng, thưa ông, có thể nói là mùa mưa bão năm nay đến muộn và nhận định của ông về các đợt mưa bão trong những tháng cuối năm sẽ như thế nào ạ? Vâng, như tôi đã nói là chúng ta không nên vội mừng là chúng ta sẽ có một cái năm bình yên bởi vì cái mùa thiên tai chỉ mới bắt đầu, mà đặc biệt là trong những khoảng thời gian từ tuần thứ 2 của tháng 10 cho đến tháng 11, tháng 12 sẽ là những khoảng thời gian có nhiều cái đợt mưa cực đoan. Nhiều cái xoáy thuận nhiệt đới sẽ hình thành nên các áp thấp nhiệt đới và các cơn bão đi vào khu vực Biển Đông của Việt Nam và cũng có thể đi vào đất liền của Việt Nam. Thì trong khoảng thời gian này cũng sẽ có các cái cơn mưa cực đoan có khoảng thời gian kéo dài từ 2 đến 4 ngày và cái hình thái nó cũng sẽ tương tự với cái năm 2020. Tuy nhiên tôi không dám chắc là cái mức độ cực đoan nó có thể bằng được với năm 2020 hay không. Tuy nhiên chúng ta vẫn sẽ phải đề phòng rằng nó sẽ có cái mức là tương đương như thế. Tại vì cái kịch bản mà La Nina, về hình thái của La Nina nó cũng không khác nhiều so với năm 2020. Đặc biệt trong cái năm 2021 này thì các cơn bão có thể là hình thành muộn, thậm chí là ở khoảng tháng 12 vẫn còn bão, và các cơn bão vào giai đoạn này thì thường sẽ đi vào khu vực miền Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Vâng, có những ý kiến và cơ sở khoa học cho rằng La Nina đang trở lại và điều này thì sẽ ảnh hưởng như thế nào tới mùa mưa bão năm nay? Vâng, đúng là La Nina đang quay trở lại. Và cái điều mà thể hiện về mặt khoa học dễ thấy nhất đó là các cái quan trắc về cái nền nhiệt độ bề mặt biển ở khu vực phía đông của Thái Bình Dương là đang có cái mức nhiệt là thấp hơn 0,5 độ C so với trung bình của nhiều năm. Nhưng thực tế số liệu đo đạc của 8 cái đài quan trắc uy tín ở trên thế giới thì cho thấy rằng cái nền nhiệt ở phía đông của Thái Bình Dương hiện tại đang ở mức là thấp hơn 1 độ C so với trung bình chung của nhiều năm. Và khi mà cái không khí lạnh được hình thành từ cái nền biển lạnh ở phía đông Thái Bình Dương đi theo hướng gió đông hoặc là đông nam thổi vào cái thềm lục địa của Philippines hoặc là biển đông của Việt Nam, nơi mà đang có cái nền nhiệt mặt biển cao từ khoảng 28 cho đến 31 độ C thì nó sẽ tạo ra các cái nhiễu động, và các nhiễu động này sẽ hình thành ra các cái xoáy thuận, và các cái xoáy thuận này thì lại
tạo thành các cái áp thấp, rồi các vùng thấp, các áp thấp nhiệt đới và các cơn bão đi vào trong đất liền. Thì đấy chính là các cái nguyên tắc mà cái hiện tượng La Nina nó sẽ tạo ra cái nhiều bão hơn trong cái kỳ của nó, và nhiều cái hình thái mưa cực đoan hơn vào các cái thềm lục địa ở phía Tây Thái Bình Dương, trong đó có Philippines, có Việt Nam của chúng ta. Vâng, hiện nay thì cả nước vẫn đang tiếp tục gồng mình chống dịch và không biết rằng là với bão lũ ở những tháng tiếp theo thì có khó khăn nhiều cho công tác ứng phó cũng như là sơ tán hay không ạ? Vâng, tôi đã có những cái lo lắng là cái mùa thiên tai năm 2021 xảy ra khi mà việc kiểm soát dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn tốt, và cái điều đó nó sẽ khiến cho cái việc ứng phó với thiên tai cũng như ứng phó với dịch bệnh sẽ rất là khó khăn. Thì và như chúng ta biết là trong cái ứng phó với thiên tai, chúng ta phải áp dụng các cái phương pháp về bốn tại chỗ. Tuy nhiên cái giai đoạn này là cái nguồn lực của các địa phương gần như là còn rất hạn chế, nếu như tôi không dám nói đó là khánh kiệt, khi chúng ta ứng phó với dịch bệnh Covid. Và khi mà các nguồn lực bị hạn chế, bị ít, thì cái việc ứng phó với thiên tai theo phương án, phương châm bốn tại chỗ sẽ có một phần nào đó là bị ảnh hưởng. Chúng ta sẽ thiếu các cái phương tiện, nguồn lực để có thể chi viện cho các cái vùng mà có thiên tai cực đoan. Theo tôi, trong ứng phó với thiên tai, cái công tác dự báo sẽ rất cần phải sát sao và đến với từng bản làng, từng người dân, để người dân nắm được cái thông tin dự báo và có cái hành động ứng phó với cái thiên tai theo cái năng lực của họ. Một điểm quan trọng nữa đó là khi thiên tai lớn xảy ra thì cái việc sơ tán người dân tránh khỏi những cái nơi rủi ro cao là cũng cần thiết. Như vậy thì chúng ta phải sơ tán như thế nào để vừa đảm bảo cái giãn cách xã hội để ứng phó với dịch Covid, nhưng vừa đảm bảo cái việc là đưa người dân đến cái nơi an toàn. Thì theo tôi là cái phương châm là sơ tán tại chỗ, nó bao gồm cả việc là ở trong làng thì sơ tán trong làng, trong xã thì sơ tán trong xã. Chúng ta tìm đến các cái nhà kiên cố để sơ tán trong thiên tai, để tránh cái việc đó là đưa người từ một cái xã này đến một cái xã khác. Nếu như trong điều kiện cho phép, ở tại xã đó vẫn có các cái công trình mà đảm bảo được cái tính an toàn trong sơ tán của thiên tai. Đồng thời với việc đó là phải đảm bảo về 5K trong cái quá trình mà ứng phó cũng như là sơ tán với thiên tai, để làm sao mà chúng ta không phát sinh lây lan dịch bệnh tại các cái khu vực mà có nguy cơ cao đối với việc là bùng phát dịch bệnh. Với bối cảnh khó khăn như hiện nay thì ông có lời khuyên nào với người dân vùng xung yếu hay không ạ? Rất cần đến cảnh giác, mà cảnh giác không thôi cũng chưa đủ, đó là chúng ta cần phải có cái sự chuẩn bị sẵn sàng. Sự chuẩn bị thì thường sẽ không tốn nhiều về mặt kinh phí và tiền bạc. Đôi khi chúng ta chỉ cần một cái kế hoạch, và khi cái thiên tai đó xảy ra thì chúng ta làm theo đúng các cái kế hoạch đó để chúng ta tránh khỏi cái thiên tai, thì chúng ta đã thành công trong việc là ứng phó với thiên tai. Tôi lấy đơn giản chẳng hạn như nhà của chúng ta ở cái khu vực mà ngập lũ của năm ngoái, thì chúng ta có thể là kê cao các cái đồ đạc có giá trị lên cao hơn so với mực nước của năm ngoái, thì chúng ta bảo vệ được các tài sản của chúng ta. Mà chúng ta làm cái việc đó trước lụt, trước bão thì nó sẽ tốt hơn cái việc đó là chúng ta sẽ phải đi sơ tán và di dời các cái tài sản của chúng ta ngay trong lúc là ngập lụt. Hay là việc đỗ xe cộ ở các cái nơi không ngập lụt cũng đảm bảo cho chúng ta là trong cái lúc mà thiên tai xảy ra, chúng ta không cần phải đi sơ tán các cái đồ đạc đó nữa. Rồi mỗi nhà có thể là chuẩn bị ít nhất là một cái áo phao, để trong cái thiên tai xảy ra thì chúng ta không phải đi tìm kiếm áo phao, mà nếu như chúng ta có một cái áo phao thì có thể là cứu được nhiều người thành viên trong gia đình cũng như là hàng xóm. Thì cái việc đó tôi nghĩ là những việc mà chúng ta cũng nên đầu tư từ bây giờ. Nó không tốn quá nhiều về mặt tài chính, nhưng ít nhất là chúng ta có được một sự chuẩn bị để chủ động ứng phó với cái tình hình thiên tai. Một điểm cũng quan trọng mà chúng ta cần đối với những người dân sống trong vùng thiên tai, đó là chuẩn bị cho mình những cái nhu yếu phẩm, thuốc men cơ bản nhất có thể sử dụng được trong ít nhất là một tuần.
Tại vì trong trường hợp mà thiên tai có thể chia cắt các cái vùng miền với nhau, thì cái việc chủ động trong lương thực thực phẩm trong cái giai đoạn mà thiên tai xảy ra thì có thể giúp cho chúng ta là tự giúp mình, thay vì việc là chúng ta chờ đợi đến một cái sự cứu giúp khác mà có thể nó sẽ không sẵn sàng, không sẵn có vào đúng cái tình huống mà thiên tai cực đoan đang xảy ra. Vâng, cũng sắp bước vào mùa đông của năm 2021 và người dân các tỉnh phía Bắc thì rất quan tâm đến diễn biến của mùa đông năm nay. Không biết là diễn biến của mùa đông năm nay sẽ như thế nào ạ? Vâng, từ các số liệu mà tôi có được từ các cái mô hình dự báo cho thấy là cái mùa đông năm nay nó có thể sẽ đến sớm hơn và nó sẽ lạnh ở các cái mức là tương đương với năm 2020 chứ không lạnh hơn. Tuy nhiên nó cũng sẽ kết thúc sớm và nó sẽ không kéo dài qua đến sau Tết. Tại vì theo như cái mô hình của La Nina thì đến khoảng tháng 2 sang năm là nó sẽ chấm dứt và chuyển sang cái pha trung tính, là cái pha mà nó ôn hòa hơn và cái rét cực đoan nó sẽ không nhiều. Cho nên là trước Tết thì nó sẽ có rét đậm rét hại, tuy nhiên sau Tết thì sẽ không còn các cái rét đậm rét hại nữa. Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Huy đã có những chia sẻ rất cụ thể trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.